tiếng vua, chấm với mắm nêm, cá hố chiên. Một bữa quay bất ổn. Quay rồi. À, hôm nay mình có mua một bịch rau tiếng vua về để mà ăn thử. Thì mình thấy mọi người hay nấu lẩu nè, rồi làm gỏi nè. Nhưng mà mình thì nhà có gì thì mình làm như thế đó. Mình lấy rau tiếng vua, mình chấm với mắm nêm. Để thử coi coi nó có ngon như mọi người ăn không ha. Sao? Ăn nó thấy sao? Rất giòn, dai dai. Không mà ngon. chấm với mắm nêm nó có hợp không? Có, ngon. Ngon hả? Ừ. Cái này á, mình ngâm ít thôi. Tại vì lúc mới mua về không có biết. Không có biết nên là ngâm nhiều quá. Nên khi mà các bạn mua á, về các bạn lấy ít thôi. Cái này quá nhiều rồi. Em lấy có bụm nhỏ thôi đó mà ngâm nó nở là gì đó. Giòn không? Giòn không? Giòn. Ừ. Không, mà em nghĩ cái này phù hợp với những người nào mà răng khỏe.